Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024 trở lại chương trình hôm nay Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Mỹ hợp tác với Ukraine về xây dựng lưới điện sau chiến tranh Bức thư của tổng giám mục Vigano gửi Tổng thống Donald Trump khiến dân mạng Mỹ dậy sóng và sau đây là phần thông tin chi tiết Kính thưa quý vị theo Register Bộ trưởng năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Mỹ đang hợp tác với Ukraine để xây dựng lộ trình cho lưới điện sau chiến tranh với các công nghệ điện hạt nhân an toàn cũng như năng lượng tái tạo. Ukraine đã mất một nửa công suất phát điện do các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện dẫn đến tình trạng thiếu hụt liên tục và mất điện hàng loạt ở mọi khu vực. Ngay lúc này, Ukraine đang bị tấn công và chúng ta phải giúp họ vượt qua giai đoạn này. Chúng ta phải củng cố tài sản hiện có của họ chúng tôi đang lập kế hoạch về diện mạo của lưới điện Ukraine trong tương lai. Bà home trả lời phỏng vấn của Reuters bên lề hội nghị hợp tác năng lượng và khí hậu xuyên Đại Tây Dương (PITES) thường niên đang diễn ra tại thủ đô Bucharest, Romania. Bà cho biết công suất điện hạt nhân mới có thể là một phần của lưới điện tương lai miễn là nó được thiết kế theo cách an toàn. Ukraine vận hành chính lò phản ứng hạt nhân tại ba nhà máy trên lãnh thổ do nước này kiểm soát, sản xuất hơn 55% nhu cầu điện của cả nước. Nhưng Kiev muốn mở rộng ngành này để bù đắp cho sự mất mát của 6 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Nga kiểm soát ngay sau cuộc xung đột bùng phát năm 2022. Vào tháng 1, Bộ Năng lượng Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng 4 lò phản ứng điện hạt nhân mới vào mùa hè hoặc mùa thu năm nay tại nhà máy điện hạt nhân Kmalnitsky. Công ty điện hạt nhân quốc gia Enewastorm của Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận với công ty Westinghouse của Mỹ để xây dựng thêm các lò phản ứng. Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của Westinghouse, Margaret Costantino, phát biểu tại PTED Chúng tôi đã có thỏa thuận xem xét triển khai chính máy AP-1000 tại quốc gia này. Dù chưa khởi công vào thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Kiev để định vị các dự án sẵn sàng khởi công ngay khi chiến tranh kết thúc. Bức thư của Tổng giám mục Vigano gửi Tổng thống Trump khiến dân mạng Mỹ dậy sóng. Quý vị thân mến, trong những ngày qua, dân Mỹ dậy sóng với bức thư của Tổng giám mục Vigano gửi cựu Tổng thống Trump. Bức thư lục tả rõ chính trường Mỹ hiện nay và những khó khăn mà cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt. Để rõ hơn, xin mời quý vị cùng lắng nghe nguyên văn của bức thư. Thưa Tổng thống, trong những tháng ngày gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự hình thành của hai mặt đối lập nhau mà tôi mô tả như trong kinh thánh. Những đứa trẻ của ánh sáng và những đứa trẻ của bóng tối, những đứa trẻ của ánh sáng là thành phần dễ thấy nhất của loài người, trong khi những đứa trẻ của bóng tối đại diện cho một nhóm thiểu số truyền chế. Tuy nhiên, nhóm trước là đối tượng của sự phân biệt đối xử, khiến họ trở thành thiểu số về mặt đạo đức so với kẻ thù của họ là thành phần thường giữ các vị trí chiến lược trong chính phủ, chính trị, kinh tế và truyền thông một sự thật không thể giải thích được là người tốt lại trở thành những con tin của những kẻ ác độc và những kẻ này được giúp đỡ thoát khỏi sự ích kỷ hoặc sự sợ hãi hai mặt trái ngược nhau này theo tinh thần của thánh kinh tự nhiên là kết quả của sự tách biệt rõ ràng giữa con cháu của người phụ nữ và con cháu của con rắn một mặt có những người mặc dù có nhiều khuyết điểm và yếu đuối được thúc đẩy bởi ý muốn làm điều tốt trung thực, nuôi nấng gia đình, tham gia làm việc, tạo thịnh vượng cho quê hương, giúp đỡ người túng thiếu và tuân theo luật của Thiên Chúa để xứng đáng với nước trời. Mặt khác, có những người phục vụ bản thân của họ không theo bất kỳ nguyên tắc đạo đức nào. Họ muốn phá hủy gia đình và quốc gia, bóc lột công nhân để biến thành những người giàu có, tạo chia rẽ trong nội bộ và gây chiến tranh, tích lũy quyền lực và tiền bạc. Đối với họ, ảo tưởng giả dối về hạnh phúc tạm thời thì một ngày nào đó nếu họ không sám hối, họ sẽ hứng chịu số phận khủng khiếp đang chờ họ trong sự nguyền rủa đời đời trong hỏa ngục. Thưa Tổng thống, trong xã hội, hai thực tại đối nghịch này cũng tồn tại như kẻ thù vĩnh viễn. Giống như Thiên Chúa và Satan là hai kẻ thù muôn đời và dường như những đứa trẻ của bóng tối, nhóm người mà chúng ta có thể dễ dàng xác định bởi cái gọi là thế lực nhà nước ngầm Deep State mà ngay đã khôn ngoan phản đối và nó đang gây chiến dữ dội với ngài, đã quyết định phô bày nguồn gốc của họ, tiết lộ kế hoạch của họ. Dường như họ chắc chắn đã kiểm soát hoàn toàn mọi thứ đến nỗi họ không mang che dấu ý định thực sự của mình. Các cuộc điều tra đã được tiến hành sẽ tiết lộ trách nhiệm của người điều hành tình trạng khẩn cấp dịch Covid không chỉ trong việc chăm sóc sức khỏe mà còn về mặt chính trị, kinh tế và truyền thông trong các hoạt động xã hội bằng kỹ thuật khổng lồ này chúng ta sẽ thấy được những kẻ nắm số phận của nhân loại họ tự kiêu hãnh việc quyền năng chống lại ý nguyện của người dân và quyền hành của họ trong chính quyền tại các quốc gia chúng ta cũng sẽ phát hiện được các cuộc bạo động hiện nay đã bị kích động bởi những kẻ khi thấy dịch bệnh chắc chắn đang yếu dần và các hạn chế hoạt động xã hội vì đại dịch đang mờ dần Do đó, họ phải kích động những sự rối loạn nhân sự, bởi vì họ biết sẽ bị theo dõi, sẽ bị lên án vì đã tấn công vào dân chúng cách phỉ lý. Tại Âu Châu, cũng đang xảy ra tương tự với sự nhịp nhàng hoàn hảo. Điều đó khá rõ ràng là các cuộc biểu tình trên đường phố là công cụ cho mục đích của những ai đó muốn được bầu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, thể hiện các mục tiêu của thế lực nhà nước ngầm với niềm tin chắc chắn sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong một vài tháng, chúng ta thấy ẩn sau những hành động phá hoại và bạo lực này, có những người mong sẽ thu lợi từ việc phá nát trật tự xã hội để dựng ra một thế giới không có tự do. Mặc dù khó hiểu, những tương phản mà tôi đã mô tả cũng được thấy trong tôn giáo. Có những chức sắc trung thành chăm sóc đàn chiên của Chúa, nhưng cũng có những kẻ phản đạo tìm cách phân tán đàn chiên và trao cho lũ sói hung ác nuốt chửng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những lính đánh thuê này là đồng minh với những đứa trẻ của bóng tối và đối nghịch với những đứa trẻ của ánh sáng. Giống như một thế lực ngầm cũng có loại giáo hội ngầm phán bội nhiệm vụ của mình và từ bỏ những cam kết đúng đắn trước Chúa. Do đó, kẻ thù vô hình, những người điều hành giỏi cuộc chiến chống lại xã hội cũng chiến đấu chống lại những vị chức sắc tốt trong giáo hội. Đó là một trận chiến tâm linh mà tôi đã nói gần đây trong kháng thư được công bố vào ngày 8 tháng 5 năm 2020. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ có một vị tổng thống can đảm bảo vệ quyền sống, không e ngại tố cáo các cuộc đàn áp kỳ tổ giáo trên khắp thế giới. Ngài nói về Chúa Giêsu Kitô và quyền tự do thờ phượng sự tham gia của ngài vào diễn hành cho sự sống và gần đây là công bố tháng 4 là tháng chống lạm dụng trẻ em quốc gia là những hành động xác nhận ngài chiến đấu về phe nào. Và tôi dám tin rằng cả hai chúng ta đều cùng một hướng trong trận chiến này, mặc dù có nhiều vũ khí khác nhau. Vì thế, tôi tin rằng cuộc tấn công mà Ngài phải gánh chịu sau chuyến thăm nhà thờ quốc gia St. John Paul II là một phần của câu chuyện được truyền thông giảng dựng nhằm tìm cách không chống phân biệt chủng tộc và mang lại trật tự xã hội, nhưng làm rõ thêm khuynh hướng chính trị, không mang lại công lý mà hợp pháp hóa, bạo lực và tội phạm, không phục vụ sự thật mà ủng hộ một đảng chính trị. Và điều đáng lo ngại là có những giám mục, chẳng hạn như những người mà tôi mới tố cáo, bằng lời nói của mình, chứng minh rằng họ được xếp vào hàng phía đối nghịch. Họ sống theo quyền lực ngầm, theo chủ nghĩa toàn cầu để liên kết tư tưởng với trật tự thế giới mới mà họ nhân dân, tình huynh đệ phổ quát, không có gì là cơ đốc giáo cả. Nhưng nó gợi lên ý tưởng Masonic của những kẻ muốn thống trị thế giới bằng cách đuổi chúa ra khỏi tòa án, ra khỏi trường học, ra khỏi gia đình và thậm chí ra khỏi nhà thờ. Người dân Mỹ đã trưởng thành và giờ đây đã hiểu truyền thông chính thống không muốn truyền bá sự thật, nhưng tìm cách im lặng và bóp méo nó, truyền bá dối trá có ích cho mục đích của riêng tư. Tuy nhiên, điều quan trọng là những người tốt chiếm đa số đã thức tỉnh từ sự hững hờ và không chấp nhận tiếp tục bị lừa dối bởi một số ích kẻ giả dạ dối với mục tiêu không thể chấp nhận được. Điều cần thiết là những người tốt, những đứa trẻ của ánh sáng đến với nhau và làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Cách nào hiệu quả hơn để làm điều này, thưa Tổng thống? Đó là cầu nguyện, cầu xin Chúa bảo vệ Ngài, Hoa Kỳ và toàn thể nhân loại thoát khỏi cuộc tấn công dữ dội này của kẻ thù. Trước sức mạnh của lời cầu nguyện, sự dối trá của những đứa trẻ trong bóng tối sẽ sụp đổ, âm mưu của chúng sẽ được tiết lộ, sự phán bội của chúng sẽ được hiển thị, quyền lực gây sợ hãi của chúng sẽ chấm dứt, sự lừa đảo khủng khiếp sẽ được đưa ra ánh sáng sự thật. Thưa Ngài Tổng thống, lời cầu nguyện liên tục của tôi được gửi đến nước Mỹ yêu dấu, nơi tôi có đặc ân và vinh dự được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI gửi đến với tư cách là sứ thần tòa án. Trong giờ phút đầy thảm kịch và quyết đoán này cho toàn nhân loại, tôi cầu nguyện cho Ngài và cho tất cả những người ở bên cạnh Ngài trong chính phủ Hoa Kỳ. Tôi tin tưởng rằng người dân Mỹ cùng hiệp thông với tôi và Ngài khi cầu nguyện với Thiên Chúa Toàn Năng đoàn kết chống lại kẻ thù vô hình của toàn nhân loại. Tôi chúc lành cho ngài và đệ nhất phu nhân, đất nước Hoa Kỳ yêu dấu và tất cả công dân nam nữ có thiện trí. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e Postam.